Tính đến 11 giờ hôm nay thì giá vàng trong nước hiện đang giảm nhẹ so với cuối phiên của ngày hôm qua. Hiện giá vàng SJC vẫn chưa lấy lại được mốc 67 triệu đồng một lượng. Cụ thể giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang mua vào là 66 triệu 470 nghìn đồng và bán ra là 66 triệu 980 nghìn đồng một lượng, giảm nhẹ so với cuối phiên chiều qua. Còn vàng dòng Thăng Long đang giao dịch mua vào là 55 triệu 540 nghìn đồng và bán ra là 56 triệu 390 nghìn đồng, giảm 30 nghìn đồng cả hai chiều so với cuối phiên chiều qua.